Đây là thương hiệu mà mình tiếc nhất ở trên thị trường hiện nay, không phải Nokia mà chính là OnePlus. OnePlus quay lại thị trường Việt Nam vào năm 2020 với dòng sản phẩm cận cao cấp flagship OnePlus 8 series. Tuy nhiên, hãng nhanh chóng đuối sức vào năm 2021 khi chỉ ra mắt một model duy nhất là OnePlus Nord CE 5G. Cho đến thời điểm hiện tại đầu năm 2022, khi các hãng khác đã và đang rục rịch ra mắt rất nhiều sản phẩm mới, nhưng OnePlus vẫn im hơi lặng tiếng và dần biến mất ở trên thị trường chính hãng. Không rõ tương lai trong năm 2022 này thì hãng có tiếp tục mang smartphone về Việt Nam bán nữa hay không. Nguyên nhân thất bại cá nhân mình nghĩ rất là dễ hiểu mà thôi. OnePlus đang chọn một cái phân khúc rất khốc liệt và đòi hỏi tính thương hiệu cao, đó chính là cận cao cấp và flagship, mảnh đất vốn Apple, Samsung đang chia nhau thống trị. OnePlus tuy là thương hiệu rất mạnh ở bên châu Âu, nhưng tại châu Á và tính riêng tại Việt Nam, đây vẫn là một cái thương hiệu non trẻ và tất nhiên là không thuyết phục được người dùng rồi. Trên tay mình là con Nord CE 5G, một con máy tầm trung rất ngon, cấu hình tốt, trải nghiệm xử lý mượt mà trơn tru không thua kém các dòng iPhone.